Xin mời các bạn đến với sân đường số 16 với Gò Sòi, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà tôi nói đây là cuộc chiến kèo chế đầu chân ngực, còn gọi là đầu dò của miền Nam các bạn. Ở bên kia là dưới sự hiện diện của Cường Ki đến từ Trà Vinh, Trà Cú, là một trong những tay solo Ki cũng từng đụng với Huy Cháo chung con ở chung game của Hải Phòng các bạn, và Thọ Bến Tre tay trái. Còn bên đây là với sự hợp tác của Gơ Tây, quê Sóc Trăng, bánh mía bún lèo đến từ Cầu Tre, và Chúc Lùng với Móm tại sân Gò Sòi. Thì tại bây giờ là 18 giờ giờ địa phương Gò Sòi, thời tiết rất mát mẻ cho trận chiến xảy ra các bạn. 1-0 nghe về cho bên hai. Quá hay chưa cái giò. Quá hay chưa cái tay. Tôi là bình luận viên Đại Lâm Balotelli Tàu Lao Chạm Biết Đâu. Chúc các bạn xem bóng vui khỏe. Các bạn nào có lấy clip của Đại Lâm đăng lên fanpage Facebook hay là cái gì đó thì hãy alo Đại Lâm một tiếng nha. Đại Lâm luôn giúp đỡ sẵn sàng với nhau các bạn. Thế kêu các bạn luôn đồng hành ủng hộ cùng kênh Đại Lâm vô rồi. Ok men. Nhớ share và like. Gơ Tây vừa có một cú lên lưới quá tuyệt vời. Chồng đầu Cường Kem. Còn bên đây là cái nhóm tàn quân, bên đây là có Mã Cha So. Và tất cả các anh em đây là sân khuôn viên của quán cà phê, hay quán cà phê đâu các bạn. Rất đẹp nha. Cây có xung quanh quán cà phê luôn nha. Có xung quanh tốt nha. Thì tại giờ bên ba đang vô bạc các bạn ơi. Quá may mắn cho pha bóng gì rồi. Móm đang có một cú bay lên đến đầu, bóng chạm lưới. Và Thọ cái chân phải, không phải là chân thuận của Thọ, mà bóng tạt cơ. 4-2. Quá may mắn cho Cường Kem, Mậu Binh chế banh vừa rồi. Các bạn cũng lâu quá cái clip của Đại Lâm mới có Thọ Bến Tre xuất hiện trở lại nha các bạn. Vì hôm nay cũng lâu lâu rồi, Thọ Bến Tre toàn đi du đấu ở ngoài miền Trung nhiều nha các bạn. Quá hay cho cái giò của Gơ Tây. Móm vừa có một quả chèn lật canh đánh đầu. Xin lỗi các bạn, móm chèn vừa có một quả chèn lật canh đánh đầu. Và Thọ đã trúng một cái chân giống như cây củi bay ra ngoài. Thật đáng tiếc. Năm ba. Cái chân của Móm vừa rồi quá xấu,
4 năm. Quá tuyệt vời cho Gia Tây và Cường Ki, một cái giò cũng thật tuyệt vời. Gia Tây qua bóng gì rồi rất khó khăn vì mớm chị lại. Ông trời tạo ra địa chấn. Cái đầu của Đại Lâm là điểm nhân. Ok mate. Hay là Đại Long đội Đại Lâm kia vậy mà đi với bộ đội ăn ngoài. Thật sự quả tấn công rồi, quá gắt của Gơ Tây. Tao đập luôn, tao đập luôn. Tao đập, tao đập, tao đập. Mà dí này quá trời rồi. 6 năm. Ngoài. Bóng ngoài, ngoài xa lắm. Thọ giờ có một cú lắc đầu quá đi. Bóng bay ra ngoài. 7 năm. Hiện tại bây giờ Đại Lâm U49 rồi các bạn à. Thật sự thấy tuổi trẻ nhiệt quyết, sức rướng, nhanh nhẹn, bật cao, thật là tuyệt vời. Còn Đại Lâm bây giờ cái đít nặng hơn cái đầu các bạn ơi. Đại Lâm nhảy lên cái rớt cái tột, nhảy lên cái rớt cái tột. Chưa sao. Quá hay. Mai mâm, mai mắn quá cho mâm. Tèo. Tèo. Đợi bên. Tèo. Ý trước màn ông kính của Đại Lâm là Thọ Bến Tre. Và Cường Ki. Nè cái khoảng cách anh hùng với tôi là Thọ Bến Tre các bạn. Và Cường Ki. Đây là quán cà phê nha các bạn. Mát mẻ luôn nha. Okay, sân này quánh từ sáng tới chiều thoải mái luôn nha. Tôi dự định từ sáng tới sáng. Tôi ở lại luôn à. Tôi ngủ luôn. Tám năm. Nghiêng về cho bên ba. Và Cường Kem giờ có một quả cái chân không tự tốt. 9 năm. Quá ghê gớm cho Gơ Tây. Một con một cú quả lên lưới cực mạnh, quá hiểm hóc, chồng đầu gốc chưa à. Mười năm. Kèo này để Đại Lâm phân tích cho các bạn xem nha. Nếu không có Thọ Bến Tre vào thì kèo này Cường Kem có thể là hai người nữa là ba đá ba nha các bạn. Còn vì Thọ đã nhỉnh hơn hết cho nên Thọ vào nên chấp 2 chấp 3. Cho nên rất khó khăn cho bên hai các bạn à. Quá xuống quá rồi. Đã xuống quá rồi. Gơ Tây là công lưới hơn Cường luôn nha các bạn. Trời ơi. Nhưng vì Thọ đứng chung với Cường Kem cho nên phải chấp 2 chấp 3. Vì Thọ hiện tại bây giờ là một trong những đứa em cao thủ đầu dò rất ác. Sáu mời. Rồi, đi rồi. Rồi đó, không đóng nữa. May mắn bóng leo qua lưới của pha bóng Cường Kem vậy rồi. 7 mời.
Thật sự pha bóng vừa rồi không dễ để cho Thọ qua lưới các bạn ạ. Vì đã gãy rồi. 1-7. Quá tuyệt vời. Pha bóng gì rồi quá đẹp nhưng đáng tiếc cho cực kem, bóng bay ra ngoài. 12-7. Quá tuyệt vời cho gơ tay, một pha bóng lên lưới. Gơ tay đến từ Sóc Trăng, Bánh Bé Bún Nước Lèo, Chùa Dơi. Các bạn có nghe những cái câu nói không? Ông trời tạo ra điểm nhân, cái lưng này Lâm là điểm nhân. Ok Ben. Trong khi chờ đợi giải lao, các bạn xem để làm bút bật cái lưng nha. Ta vô chặn rồi kìa. Quá hay, chưa sao, quá tuyệt vời cho pha bóng này. Và Thọ vừa tự sát tại đám lạc, vô tình gián tiếp đưa đồng đội từ từ xa bờ. Kết thúc chương trình đại trường đến hết tỷ số 15-7, một cái đẹp quá xa xa. Chúc các bạn xem bóng vui khỏe, an lành, may mắn trong cuộc sống nha. Hãy nhớ ủng hộ, đăng ký kênh Đại Lâm Vua Đầu Dò, share và like. Ok men, thank you các bạn rất nhiều nha. Đây là sân quá đẹp các bạn, đấy tuyệt vời không? Quá tuyệt vời cho hai cái sân luôn bạn, mát mẻ luôn các bạn ơi. Cây cối mát mẻ luôn các bạn ơi. Rồi, chúc các bạn tiếp tục xem những cái clip tiếp theo. Sẽ có những trận đấu hay nha. Anh em nào muốn kèo chế tới đây vô luôn. Anh em nào muốn kèo chế lúc nào cũng có. Từ sáng tới tối. Đường số 16 với Gò Sòi, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.